Hello các bạn nha. Mà mình là Đỗ Chí, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn á cách để mình chăm sóc mà để tạo cái bộ râm tán cho cây mẫu đơn á, nó dày mịn và hoa nhiều đó các bạn. Hôm nay các bạn cùng xem, đây là cây mẫu đơn vàng nha. Cây mẫu đơn vàng là tàn cổ của nhà vườn bọn em là đang nuôi, là cái cây mẫu đơn vàng này nè, là bộ râm tán nha. Khi nhà vườn bọn em á đánh chuyển từ dưới, từ trong dân về, thì bọn em đã cắt hết tất cả những cái râm cành cũ đi, về là bọn em sẽ nuôi lại từ đầu nha các bạn. Thì thời gian nuôi cái cây đơn vàng này tính ra thì cũng tầm độ 3 tới 4 năm các bạn, nhưng mà bộ râm tán của cây mẫu đơn này thì rất là già luôn, rất là dày luôn. Thì hôm nay các bạn cùng mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình, đây là cách của nhà vườn bọn em làm, thấy nó cũng có kết quả cho nên em chia sẻ với các bạn nha. Cách để mình chăm sóc, mình tạo cái bộ râm tán cho cây mẫu đơn đó của mình đó, nó nhanh đầy đàn và nó hoa nhiều nha các bạn. Thì các bạn xem tổng thể, đây là một cái cây mẫu đơn vàng hầu như là gần hoàn thiện các bạn. Khi cách đây khoảng 4 năm trước, ở nhà vườn bọn em, mua cây mẫu đơn này trong dân về thì nó chỉ là một cái đường thân chạy đấy thôi. Đó. Thì sau 4 năm thì bọn em đã nuôi thành được một cái cây đơn vàng hầu như hoàn thiện rồi các bạn, chín cây dâm chín sừng hết rồi. Thì cách mà mình nhà vườn bọn mình hay làm á, để cho cái cây mẫu đơn đó, nó mau đầy sùm và nó đâm dâm mạnh đó, thì đầu tiên á, khi về á thì mình thừng cái cây sống cho bẻ xong rồi thì mình sẽ vào dây mình định hình cho cái cây đơn của mình, nó sau này chơi theo cái dáng nào đó các bạn. Ví dụ như mình chơi theo dáng trực, dáng siêu, dáng hồi, dáng bay hay tất cả mọi dáng thì mình phải định hình cái cây. À, xong sau này rồi mình phải vào dây mình chỉnh sửa lại cái những cái nét căn bản của cái dáng cây của mình. Đây các bạn, mình vào nè, mình vào dây từng chi tiết nhỏ luôn các bạn, mình vào dây từng chi tiết nhỏ luôn rồi mình chỉnh sửa theo dây, theo cái dáng, theo cái lối chơi của mình sau này như thế nào. Ví dụ như cái cây đơn này nè, thì mình chơi theo cái dáng siêu các bạn, mình chơi theo cái dáng siêu này, mình làm theo cái dáng siêu nè, tàn rồi về đây nè, mà rất là đẹp nè. Mình đã định hình cái đường thân xong rồi thì mình chỉnh sửa tiếp theo là mình chỉnh sửa những cái bộ râm tay còn lại của cái cây khi mà mình đánh chuyển về đó, thì trong tự nhiên là mình còn được bao nhiêu thì mình tận dụng, mình xài hết bao nhiêu các bạn. Cái giá trị ở cây mẫu đơn là cái độ tuổi càng già nuôi chừng nào là cái giá trị của cây nó càng cao, cho nên là mình phải cố gắng bằng mọi giá mình tận dụng, mình sử dụng lại những cái đường thân nè, đây nè, là những cái đường thân này nè là chứng tỏ cái độ cây nó già hàng trăm năm tuổi các bạn. Cái độ thân nó nứt mà nhìn các bạn nhìn thấy rất là nhiều luôn, thì chứng tỏ là cái cây đơn này nè thì tuổi thọ rất là cao rồi. Cho nên là mình phải tận dụng, mình phải cố gắng tận dụng, là mình giữ hết là tất cả các dữ liệu còn lại trên cây mình xài, mình sử dụng, mình xài, trừ khi những cái dữ liệu nào nó mình xài không được tới nữa thì mình phải cắt bỏ đi, nhưng mà cắt đi thì rất là phí nha các bạn. Đó, xong rồi mình chỉnh sửa cái đường thân và cái đường tàn theo ý muốn mình rồi, thì tiếp theo đó là mình nuôi. Đây này các bạn nhìn thấy nè, đây là những cái bụi râm nè, những cái bụi râm nhỏ của cây mẫu đơn này nè, thì cũng rất là dày luôn. Thì làm cách nào thì để mình tạo là được những cái bụi râm như thế này nè, là dày như thế này nè, rồi mình như cái cây như thế này nè, thì Đỗ Chí sẽ chia sẻ cho các bạn là một cách mà nhà vườn của bọn em thường xuyên làm á, mà để cho cái bụi râm nó dày như thế này nè, thì là các bạn là phải chú ý đến những là cái bông hoa. Đây là những cái bông hoa này nè, là khi nó chổi ra rồi đó, nó đã tàn rồi nè, hoặc là sắp tàn,
thì mình phải thường xuyên á là mình phải cắt bỏ đi. Mình sử dụng kéo nè, mình cắt bỏ đi nè, mình cắt bỏ những cái bông hoa đã tàn đi rồi nè các bạn, mình cắt bỏ những cái bông hoa gần tàn đi. Đây, mình phải cắt bỏ, mình phải thường xuyên, mình phải xia chăm cây á, là mình phải xiên, mình phải thăm cây hàng ngày các bạn. Những cái bông hoa nào tàn đi rồi á thì mình sẽ phải cắt bỏ đi. Cái mục đích để cắt bỏ đi như thế nào thì chỉ cho các cây đây dưới nói cho các bạn. Thôi các bạn, mình hơi chịu khó thôi anh. Để tạo ra được một cái cắt bọc đẹp đó thì mình phải trải qua một quá trình rất là kỳ công các bạn. Để tạo ra được một tác phẩm đẹp đó thì mình rất là kỳ công. Không phải là một ngày một bữa mà hoàn thiện được một tác phẩm đâu các bạn. Phải trải qua thời gian quá trình và cũng rất là công phu các bạn. Mình phải cắt bỏ đi tất cả những cái bông nào mà đã phải chỗ rồi các bạn. Những bông nào mà đã chỗ và tàn, và những bông nào trong quá trình mình cắt như thế này nè, có những cái bông ví dụ như vậy là những cái bông này nè, đây là những cái bông chưa có tàn nè nhưng mà nó đã sắp tàn rồi thì mình sẵn là mình cắt luôn, chứ để một hai hôm nữa thì nó cũng tàn rồi các bạn, thì mình sẵn cắt luôn, mình cắt bỏ luôn á, mà là một lượt một như vậy á thì là cây nó cái lượt sau á là cây nó sẽ ra qua đồng loạt một lượt một, nhìn cái cây rất là đẹp các bạn. Thì cái mục đích đó là mình cắt như vậy á thì để làm chi thì chỉ cho nói cho các bạn là cái mục đích đó mình cắt cái chồi cái bông bỏ đi á thì là chỗ cái đầu mà cắt như thế này nè, chỗ cái đầu chồi mà mình cắt như thế này nè thì sau này á là nó sẽ đâm ra hai cái chồi non hai bên này các bạn. Đây các bạn, cái chỗ mình cắt đi như thế này nè thì là sau này nè cái chồi non nó sẽ đâm lên hai cái chồi non hai bên, thì là cái dâm con của cái cây đơ của mình á, đây cái chỗ mình cắt đi nè các bạn thì nó sẽ lên hai cái chồi non hai bên nè, thì cái chồi non nó lên nhiều quá thì cái bộ gâm tán của cái cây đơn của mình sau này nó sẽ mịn hơn và nhanh hơn. Còn như các bạn mà không cắt á thì là khả năng cái chồi non sau này mọc ra thì nó mọc chỉ một cái các bạn. Đây là mình không có thời gian mình cắt kịp á thì cái chồi non nó mọc xuống cái bông nè, còn cái chồi bông nè thì cái chồi non nó mọc chỉ lên chỉ có một cái chồi các bạn. Đấy, để chỉ chị mang cái máy gần lại để chia sẻ trực tiếp cho các bạn xem luôn, gần nha các bạn. Dạ đây nè các bạn, đây nè các bạn, đây nè, đây là cái chồi non nè, đây là cái chồi non mà mình đã cắt bông bỏ á, mình đã cắt bông bỏ rồi á, thì khi cái đợt sau á hoa nó ra là chồi non nó ra thì nó sẽ ra hai bên hai cái đọt giống như vậy nè, thì cái tỷ lệ mà mình cắt á là nó đều ra hai cái đọt giống như vậy nè thì nó sẽ nhanh đầy sùm hơn. Đây các bạn, những cái đây là những cái chồi non mà những cái bông nè mà mình có thời gian mình cắt nè đó, mình cắt thì nó sẽ ra hai cái chồi hả, nó sẽ ra hai cái chồi hai bên nè, thì sau này cái bộ gâm của mình nó rất là dày, rất là đẹp luôn. Còn đây thì các bạn xem đây nè, cái chồi này nè là lý do là mình không có cắt cái bông đó các bạn. Đây nè, đây các bạn xem rõ nha, là mình không cắt cái bông nè, mình không cắt cái bông bỏ đi thì cái chồi non mọc lên á thì nó chỉ mọc có một bên này các bạn, tại một bên này là nó phải mang cái bông rồi. Đây thì một bên này nó phải mang cái bông rồi thì nó mọc lên chỉ có một cái chồi một bên nè, thì sau này thì nó sẽ thưa hơn, bởi vì các bạn phải có thời gian á, mình phải đi chăm cây thường xuyên nè, mình phải cắt bỏ những cái bông này đi nè. Đấy, đây nè, là những cái bông này nè, là những cái bông này là nó sắp sửa tàn rồi nè, đây nè là sắp sửa tàn rồi nè, thì mình như thế là mình cắt đi, mình cắt là sát cái cuốn lá nha các bạn. Đây nè, mình cắt sát cái cuốn lá nha, mình cắt sát cái cuốn lá như thế này nè ha,
mình cắt bỏ đi thì sau này cái chồi non á, nó đâm ra cái đợt sau nè, chồi non đâm ra đợt sau nè, thì nó sẽ đâm ra hai bông, hai cái chồi hai bên đấy, các bạn thấy nè. Đấy, ví dụ như này nè, mình phải cắt bỏ nè. Đây, mình phải cắt bỏ thường xuyên nè. Những cái bông này nè là có thời gian là mình cắt bỏ hết luôn, tại vì là nó chỗ không đồng loạt rồi đó. Những cái lợt bông nào là đã chỗ ra rồi, đã chỗ đồng loạt ra rồi thì mình phải cắt bỏ đi, cắt bỏ đi. Và những cái đây này các bạn xem nè, đây nè, là những cái cành nào già đó, là những cái cành nào già, à những cái cành nào già mà nó phóng ra xa quá thì các bạn mạnh tay các bạn cắt bỏ vô, thì những cái chồi non nó sẽ đâm ra rất là nhiều như thế này nè. À, đâm ra nhiều như thế này là sau này thì cái bộ râm tán của mình nó rất là mịn các bạn. Đây nè các bạn, đây nè, là một cái chồi nè, đây nè, một cái cành chồi nè, mình cắt như thế này nè thì cái râm nó đâm ra rất là nhiều luôn đó, mình đâm rất là nhiều luôn, thì cái bộ râm có cây mình nó càng mịn các bạn. Đây nè các bạn, tổng thể cây đó các bạn rất là đẹp các bạn. Thế mình quay cho các bạn xem nha. Đấy. Mình phải có thời gian mình chăm cây nha các bạn, mình phải cắt thường xuyên, chứ mình không cắt rồi thì cái chồi non sau này nó ra thì các bạn ở nhà các bạn có đơn á thì các bạn cứ ra xem trực tiếp. Cái khi mà mình không cắt á thì những cái chồi non sau này đâm ra thì không phải là cái chồi nào nó cũng đâm một nha các bạn, nhưng mà cái tỷ lệ đâm một thì nó nhiều hơn đâm hai. Nhiều khi những cái bông hoa mà những cái hoa mà mình không cắt á thì nó cũng có đâm ra hai chồi hai bên nữa, chứ không phải là chỉ nói như vậy á, là hoàn toàn là một bông. Nhưng mà cái tỷ lệ đâm một một chồi, nhưng mà cái tỷ lệ mình nào mình không cắt hoa thì nó đâm một chồi là nhiều hơn là hai chồi nha các bạn. Còn mình cắt á, còn mình cắt qua bỏ đi á, cắt những cái đầu chồi bỏ đi á thì tỷ lệ đâm hai chồi hai bên của cái chồi non á thì rất là cao luôn. Khi mình cắt bỏ đi nè thì chắc cú là cái lứa sau. Đây nè các bạn, xa các bạn xem nè. Đây. Đó các bạn thấy nha. Đó, tất cả những cái chồi nào mà Chí đã cắt rồi đó. Khi mình chăm kia vừa mình đã cắt rồi đó thì chắc chắn là nó sẽ ra hai cái chèo hai bên. Đây, ví dụ như cái chỗ này nè, đây nè, nè bông này nè, sắp tàn rồi nè, mình cắt bỏ đi đó. Thì mặc dù á, là mình nhìn thấy cái khoảng trống chỗ này nó trống nè, nhưng mà là ít hơn mới thôi, cái này nó ra hai cái chèo hai bên thì nó sẽ bít cái khoảng trống lại các bạn. Các bạn đừng có sợ có những cái khoảng trống như vậy, mà mình giữ lại những cái chồi đó thì sau này cái cây của mình nó không có mịn cái bộ tán được đâu. Đây các bạn, đây nè, đây là cây đơn mà nhà vườn của bọn em nè, nhà vườn của bọn em đánh chuyển từ ở trong dân về, là còn những cái đường xương chính thôi, còn hai cái đường xương chính thôi, tất cả những cái râm tay này nè đó, chỉ còn hai cái đường xương chính thôi, còn tất cả những cái râm tay này nè thì nhà vườn bọn em là nuôi lại, là nhà vườn bọn em nuôi lại 4 năm nay các bạn, 4 năm nay nhà vườn bọn em nuôi lại đó các bạn, nuôi 4 năm mà cái bộ râm tán bạn thấy nè, rất là đẹp luôn. 4 năm à, nuôi cây cũng là một quá trình nha các bạn. 4 năm trên chậu bằng cái đơn vàng này, bộ sùm rất là đẹp các bạn. Nhìn đẹp. Các bạn xem cái đường thân của cây đây nè. Đấy. Cây rất là già luôn. Nhưng mà đường thân rất là già, chạy rất là đẹp luôn. Mặc dù trên cái đơn này có những cái vết lũa á, do thiên nhiên nó tạo nên á, do bị thời tiết khắc nghiệt á làm cho cây nó đổ ngã ở ngoài thiên nhiên á. Đây. Thân chạy ra tới là đỉnh luôn. Tới chót bay luôn. Có những vết sẹo, những vết lũa nhưng mà cây rất là khỏe nha các bạn. Lũa này lũa tự nhiên rất là khỏe nha các bạn. Dạ rồi, Đỗ Chí xin chào các bạn nha. Đây là những cái kinh nghiệm mà do chính bản thân Đỗ Chí và các anh em nhà vườn đã đúc kết kinh nghiệm được và đã trải nghiệm và đã làm, thì trong thời gian qua thì
cái tỷ lệ thành công về cái cây bổ đơn cũng rất là cao nha các bạn. Đây là những cái kinh nghiệm thực tiễn mà anh em bọn tôi đã đúc kết được và chia sẻ lại cho các bạn á. Bọn anh em bọn tôi thì xuất phát từ niềm đam mê mẫu đơn, anh em bọn tôi thì không có giấu nghề, cho nên là bọn tôi biết những cái gì họ làm tốt về cây mẫu đơn thì anh em bọn tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn nếu có yêu thích về mẫu đơn á thì tham gia đăng ký cái kênh YouTube của Đỗ Chí nha, Đỗ Chí bonsai hoặc mẫu đơn bonsai nha các bạn. Cái trang YouTube của Chí là Đỗ Chí mẫu đơn bonsai nha. Các bạn đăng ký cái kênh đó để theo dõi anh em chúng tôi sẽ có những cái clip và chia sẻ tiếp theo sau này về những cái kinh nghiệm và những cái mặt thuận và những cái mặt là mặt nghịch của cây mẫu đơn như thế nào, và những cái điểm yếu và điểm mạnh về việc chăm sóc cây mẫu đơn như thế nào. Thì đây là những cái kinh nghiệm thực tiễn của anh em nhà vườn chúng tôi. Thì xuất phát từ niềm đam mê và anh em chúng tôi thì đã đam mê và đã làm cái mẫu đơn này là trên dưới 10 năm các bạn, thì cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm từ những cái việc sai lầm cho đến những cái việc thành công nha các bạn. Thì các bạn nếu đam mê thì xin đăng ký cái kênh của Đỗ Chí nha. Và Đỗ Chí xin chân thành cảm ơn các bạn nha. Và Đỗ Chí xin chào các bạn nha các bạn.